Sau khi vượt qua vòng bảng World Cup 2023, mỗi thành viên của Jamaica được thưởng 60.000 đô la Mỹ. Đó gần như là khoản tiền lớn không tưởng với nhiều thành viên của đội tuyển nữ ở đất nước thuộc CONCACAF ở thời điểm này. Liên đoàn bóng đá Jamaica không hỗ trợ tiền cho đội tuyển nữ tham dự World Cup 2023. Ít ai biết rằng, trước thềm giải đấu, các cầu thủ Jamaica đã phải nhặt nhạnh từng đồng để có kinh phí tham dự. Hồi tháng 6 năm nay, nhiều nữ tuyển thủ đồng loạt đăng tải lên Twitter thông điệp họ không được trả lương. Liên đoàn bóng đá Jamaica cũng không có bất kỳ hỗ trợ nào cho đội tuyển nữ tham dự giải đấu ở Australia và New Zealand. Trước tình hình tồi tệ, mẹ của cầu thủ Havana Solao đã lên ý tưởng gây quỹ trực tuyến có tên GoFundMe để con gái bà và các đồng đội có tiền tham dự World Cup. Bỏ lại sau lưng hàng núi khó khăn ấy, Jamaica đã tạo nên cơn địa chấn thực sự. Họ đã giành vé vượt qua vòng bảng World Cup. Trong đó, Jamaica đã kiên cường chống đỡ và cầm chân hai đội bóng rất mạnh là Pháp và Brazil cũng với tỷ số 0-0. Bất cứ ai gặp khó khăn trong cuộc sống đều có thể lấy bài học của Jamaica trở thành động lực. Có thời điểm, chỉ khi bị đặt vào tình thế gập ghềnh nhất, người ta mới phát huy được sự phản kháng mạnh mẽ tới kỳ lạ. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Chúng tôi đã trải qua quá nhiều khó khăn bên ngoài sân cỏ. Chẳng một ai tin tưởng chúng tôi. Những quan chức của Liên đoàn bóng đá Jamaica cũng ngoảnh mặt. Để tồn tại, chúng tôi chỉ có thể tin vào chính mình, nữ thủ môn Becky Spencer tâm sự.